Vâng, và tiếp theo tôi xin hướng dẫn cho các bạn tính năng mở khóa và khởi động xe thông minh của xe Corolla Altis nhé. Thì khi các bạn mang theo chìa khóa xe bên mình và ở một bán kính khoảng 0,7m đổ lại thì tín hiệu của chìa khóa sẽ phát ra và các cái ghi nhận tín hiệu ở đây sẽ ghi nhận và từ đó chúng ta có thể khóa xe và mở khóa xe thông minh. Rồi, điều này mang lại rất là nhiều sự tiện lợi, đó là các bạn không phải lấy chìa khóa ra thường xuyên. Các bạn có thể cất ở trong túi quần và cất trong túi sách, đặc biệt là các chị em có thể để im chìa khóa thông minh này trong túi sách mà không cần phải lấy ra, để tránh nguy cơ bị mất chìa khóa. Rất tiện lợi. Đây, ví dụ tôi sẽ cất chìa khóa vào trong túi ha. Rồi, để khóa xe thì các bạn chỉ cần chạm vào phần cảm ứng có hai dấu vạch ở ngoài, bên ngoài của tay nắm cửa như sau. Đó, như vậy là xe đã khóa lại rồi. Để mở khóa xe, chúng ta chỉ đơn giản là đưa tay vào phía bên trong tay nắm cửa. Như vậy, phần cảm biến ở bên trong đã nhận ra tay và mở khóa xe. Đấy, chúng ta đã mở khóa xe. Tính năng mở khóa thông minh này cũng sẽ áp dụng được khi chúng ta mở cốp sau. Đây, trong tình huống này thì chìa khóa xe đang ở trong túi của tôi và tôi có thể mở khóa cốp xe rất là dễ dàng bằng cách nhấn vào nút mở khóa cốp ở đây. Đó. Nếu trong trường hợp không có chìa khóa xe ở gần thì các bạn sẽ không mở được cốp xe đâu. Rồi, để chúng ta sẽ thử nhé. Tôi sẽ để cái chìa khóa này ra xa. Rồi, bây giờ chìa khóa đã ở xa và các bạn thấy rằng là tôi không thể mở được cốp xe lên. Đó. Và bây giờ khi mang chìa khóa lại gần nào, bạn đưa cái chìa khóa ra phía trước. Đây, bây giờ có mang chìa khóa lại gần. Chúng ta sẽ mở được cốp xe. Rất tiện lợi đúng không ạ?